nhanh nhỉ? Cầm một lên đi. Mở ra nhiều giờ. Sáng nhiều nổ bây giờ. Nổ quá. Rồi xuống đây mở hết tí cái xương của cây ra. Em kiểm tra xem rán như của con côn trùng nào. Em cười là các khoảng 10 giờ các tối xong xịt hết. Hải xem thử cái gì để chống rán. Xong là mua tối cuối giờ em xử lý luôn. Sáng sau thì thu dọn hết trường. Đó, chỉ mấy cái đặc biệt mấy khu mà hen uống ấy thì có cái tài nguyên cho mọi người sống, nó không sống đâu. À, bây giờ chạy điều trị của bà cứ ở lại. Cứ từ đây cái chuẩn bị cháy nổ, cái cây này bị cháy nổ à? Đâu cái này thì cây của nhiều người ở ngoài ra hay cái này. Cái quỷ nhập thì đừng quên nhìn sống được kia rồi kêu cho bọn đứng họ anh cho mà em vệ sinh sạch cái chỗ đấy đứng để buổi sáng trước kia nhé đủ nước cho mình cái quỷ nhập nói nó bỏ nó để lì nha ha ha nhóc đây nè nó biết ra là chứ ngu gì mà ra kéo mấy con đốn đẩy nhau mày ra đi ra trước đi mày ra đi là tao ra không kéo lấy cái này